Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, kênh Thu Bonsai là kênh chia sẻ cùng nhau phát triển về chương trình ký sự bonsai thì Nông Thu thường đi các vườn để chia sẻ các mẫu cây, các chủng loại cây để các bạn có sự lựa chọn cho riêng mình. Các bạn lưu ý thì Nông Thu không hề tham gia mua bán mọi sự giao dịch, các bạn liên tiếp gọi cho chủ vườn ha. Hôm nay thì Nông Thu lại đến vườn anh Đăng Quảng các bạn. Đây là khu vườn rất thường xuyên trên kênh Thu Bonsai. Hôm nay thì anh Quảng có nhà ý là chia sẻ với các bạn một số cây anh Quảng mới nhập về. Các bạn lưu ý chợ hàng hôm nay là ngày 26 tháng 5 các bạn ha. Mọi liên lạc các bạn gọi cho anh Quảng theo số điện thoại là 0933 66 7276. Rồi chúng ta sẽ gặp lại anh Quảng, anh Trần Quảng quen thuộc. Ơi Quảng, hello, chào em, lâu quá mới gặp. Chào anh Năm. Tình hình sức khỏe sao, khỏe chứ? Vâng, em vẫn khỏe. Rồi, vẫn khỏe không? Vâng. Rồi, hôm nay thì mình chào giá những cái gì nào? Dạ, hôm nay thì em cũng chào theo như mọi lần là cũng có một số cây, tức là mai chư thủy, một số cây lạ nữa, tức là có ngâu, rồi cây ngâu, cây mật quế. Nói chung là nhà vườn thì nó cũng có rất là nhiều loại cây ạ. Cây nếu mặt hàng ngâu thì trên kênh Thu Bonsai thì dạo này hơi bị hiếm những ngâu. Dạ. Nếu mà em có ngâu thì anh Năm hy vọng là em sẽ được nhiều các bạn ưu ái dành cho cái tình cảm tốt đẹp cho em ngâu đó ha. Dạ. Thôi là trước khi mình chào sản phẩm, mình Quảng ơi, em nhắc số điện thoại, địa chỉ và cách thức kinh doanh của mình với em. Dạ, cái kinh doanh thì em cũng như mọi lần thôi, tức là cái số điện thoại thì của em là vừa Zalo vừa Facebook là cái số 0933667276. Thì là anh em mà cứ liên hệ với thì chúng em là cái số đó là có cả Zalo và Facebook luôn. Rồi. Thế còn cái kinh doanh thì bây giờ là em bán là trước tiên là cũng là như mọi lần đấy, là cứ gửi cho em 50% theo cái giá cây. Rồi. Thế còn là nhà ship nhà ta sẽ thu hộ. Ship sủng là phần không, cái tiền vận chuyển, tiền ship cước phí tính sao em trai? Dạ, cái tiền vận chuyển cước phí thì là bên mua chịu, chứ bên em chỉ báo giá là tại vườn thôi. Rồi, em có bao sản phẩm của mình trong cái tầm phạm vi bao nhiêu cây số không như các vườn khác không? Dạ không ạ, em không báo là báo giá tại vườn thôi, chứ còn anh em ở gần ở xa cái này là mua là chịu tiền ship là tiếp cước, chứ còn em không có không có làm cái bên đó. Kể như đó. Là vườn của anh Quảng là không bao ship bất cứ hình thức nào. Vâng, đúng không? Giá thì giá bán tại vườn. Dạ. Nếu mà các bạn đến mua tại vườn thì em có cái giao lưu cái giá mà gọi là hữu nghị chứ không? Vâng, thì cái đó thì anh em mà đến thì bây giờ sẽ tính. Đến rồi phải tính, hãy đến thử xem sao anh Quảng nhà ta như thế nào, đúng không? Dạ đúng rồi, đến vườn rồi bắt đầu mới tính được. Rồi. Dạ. Rồi các bạn lưu ý thì Năm thôi chỉ tóm tắt lại là hôm nay thì vườn của anh Quảng dẫn báo như mọi khi. Là khi mà các bạn chốt cây, các bạn chuyển khoảng 50% đơn giá của cái sản phẩm của mình mua. Cái tác phẩm mình mua, đồng thời là sếp là các bạn bên phía nhà mua là tự chịu hoàn toàn ha. Dạ. Vậy phải không em, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi các bạn thân mến, là mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Quảng theo số điện thoại là 0933667276 các bạn ha. Rồi thôi chúng ta không làm mất thời giờ của cô bác và anh chị, chúng ta tiến hành chào giá đi Quảng ơi. Dạ. Xin mời. Dạ. Thì trước tiên này em báo giá thì mai chú thủy nè. Con ơi, nhắc cho chú cái ghế. Mở ghế cho bác con. Đi là nhớ né ống kính ha, đi sau ống kính đừng đi trước ống kính. Rồi, cây số 1, cây đầu tiên là mai chú thủy. Đâu, thủy ăn đâu, ăn thôi. Cái đế là 83. Đế 83, cây số 1. Cái hoành là 34. Hoành 34, chiều cao và tán rộng đi em. Chiều cao của nó là 57. 57, đo non chút nhân quản. Tán rộng là 72. Rồi, em mày được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, cây này là giá là 3 triệu. 3 triệu, em có thể cho biết giống cây này là giống cây gì không? Cây này là mai lu da đen này. Lu da đen, lá chung hay lá lớn? Lá lớn mà gút nhỏ nó rồi không? Vâng, đó. Bây giờ nó thuần chậu thì lá nó sẽ nhỏ lại các bạn. Cây này là cây số 1 này. Rồi, cây số 1 được chào giá là 3 triệu. Rồi xoay quanh cái, quay vòng tròn, dắp vòng cái rồi. Rồi ok, xin mời ông khác. Cái này luôn. Cái hàng ngâu ha, cái hàng
Cái hàng ngâu này dạo này hình như là khan hiếm mà sao ít gặp ngâu. À, các bạn tiếp tục chia sẻ các bạn, đây là ngâu, cây ngâu các bạn ha, em ngâu. À, đây là dáng thú hả các bạn? Vâng, cái này nó cái dáng đó thì nó như là con thú đấy. Dáng thú, em báo cáo thông số đi em. Thế mà nó để em đo cái cái này em đo thân thôi nhá, đo cổ thôi. Đo hành thế. Vâng. Cái này là cổ là 24. 24 và chiều cao và tán rộng. Tán rộng coi. Cái tán rộng của nó là được 72. À, chiều cao. Chiều cao là 50 57. Rồi, xây em ăn khoát. À. Đây là cây ngâu các bạn ha. Cây ngâu này nó bông cái, nó rất là thơm. Cái này dáng của nó là dáng thú này mà cây ngâu thơm. Này thì đó rồi, số 2 này. Cây số 2. Cái này nó chào giá là 2 triệu này. À, cây ngâu số 2 chào giá là 2 triệu. Các bạn nhanh tay nhé, cây này 2 triệu là một cái giá là nông thôn, nghĩa là các bạn khỏi phải cân nhắc bập liền để giá cây ngâu, tại ít khi nào gặp được những cây ngâu mà cái dáng như vậy mà cây nó to như thế này đó các bạn. 2 triệu các bạn. Các bạn lưu ý đơn giá được chào được rao bán vào ngày 26 tháng 5 2020. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Quảng theo số là 0933667276. Và tiếp tục chia sẻ là mai chú thủy này cũng dòng lá lớn ha em. Cái này là không, cái này là mai lá chung này. Mai lá chung, lá chung. Cái cây mai lá chung này là mai lá chung của Nhị Quý đấy. Nhị Quý, mai Nhị Quý. Cái vòng đế của nó là vòng đế của nó là 60. Vâng. Rồi, chiều cao. Cái hoành đi. Đo hoành. Cái hoành là được 33. 33 chiều cao em trai. Chiều cao là 64. 64 tán rộng. Chiều rộng là 69. Rồi. Xây dài dòng, hai dòng xây hai dòng. Em này được chào giá bao nhiêu đây? Cái này là chào giá anh em là 2 triệu 2. 2 triệu 2. Các bạn lưu ý đây là giá báo tại vườn, không bao ship các bạn ha. 2 triệu 2. Rồi khi em chuyển đi em có chuyển cái chậu hay bỏ chậu lại em? Cái này là cái chậu này là em chậu này chậu xi măng á, là em làm là cái chậu này nó hơi dễ bỏ lắm. Cho nên là cái này là nếu như nhà thích đi thì em gửi cho, thế còn không có là bởi vì mới gửi ra là cái tàn tán này là sợ nó bị bẻ ấy. Nó bị hỏng cái tàn tán này là tốt nhất là rút ra. Là rút ra và mình bó cây xong mình gửi ra thì ngoài đó là nó thuận hơn. Chứ rồi. Còn mà đến vườn mà chở thì em lấy luôn chậu là cũng vô tư luôn. Thế nhưng mà gửi ra phía Bắc ấy, hoặc là gửi ra các tỉnh lẻ ấy là cái chậu này là nó hay bẻ. Đây cái vấn đề không phải là có chậu không có chậu, mà vấn đề sợ khi mà chuyển hàng đi nó sẽ bể thôi. Nó bể đi mà nó làm hỏng cho cái tàn tay này. Vô tình nó làm bể cái bầu luôn phải không? Vâng. Đó là vấn đề là Quảng muốn chia sẻ như vậy chứ không phải là tiếp một cái chậu đúng không? Vâng, đúng, em không có tiếp cái chậu đâu. Rồi. Tiếp tục chia sẻ các bạn. Em số 3 hả? Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn, em số mấy rồi? Cái số 4 phải không? Vâng, cái này là cây số 4 ạ. Tiếp tục chia sẻ các bạn cây mai chú thủy số 4. Cây này lá lớn hay lá chung? Vâng, cây này lá lớn ạ. Cây này lá lớn da đen nè. Lá lớn da đen. Da đen da trắng cái nào quý hơn? Cây da đen quý hơn. Sao người ta da trắng quý hơn mà cây da đen quý hơn à? Cây số 4, báo cáo thông số. Cái đế này tôi em đọt hơn rồi, còn cái đế nó... Nó bị âm ở dưới rồi thôi, đo cái hoành thôi. Cái thân của nó là được đi 44. 44, Chiều cao của nó là... Chiều cao là 68. Chiều rộng của nó là 92. Rồi, cây số 4 được chào giá là? Dạ, cây này này nó giá là 5 triệu. Cây số 4 được chào giá là 5 triệu nha các bạn. Các bạn lưu ý
Hôm nay chào giả, được chào giả vào ngày 26 tháng 5 2020. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Quảng theo số là 0933667276. Rồi ok, xin mời ông khác. Tiếp tục chia sẻ các bạn là xin mời. Xin mời em số 5. Hôm nay là mỹ nhân đâu mất tiêu hết rồi, còn hai bà già về làm phải không? Mấy người đẹp trốn hết rồi. Tiếp tục chia sẻ với các bạn, em số 5 cũng là mai chiếu thủy lá lớn hả bạn? Vâng, dạ đúng rồi. Cái này là cây mai chiếu thủy lá lớn, hàng tứ diện này. Đây là cái đánh theo kiểu cổ đúng không? Vâng. Kiểu cổ các bạn. Có từ từ mình dời dần dần ra để làm cho nó nhanh ha. Cứ dời dời mấy con nó dời từ từ ra cho nó nhanh. Tại số lượng mình nhiều quá mình làm mất thời gian đó. Đi lên đây đánh nhầm. Không nhìn. Đó mình dời dần dần ra đó. Đúng rồi. Tiếp tục chia sẻ các bạn, đây là em số mấy? Cái này là 121 này, 120 này. Đế. Mình đế hả? Vâng, cái đế của nó là 120 này. Đế là 120. Rồi, eo. Cái eo này là 38. Chiều cao và tấn rộng. Chiều cao là 106. Rồi, tấn rộng. Đây là tán rộng là 104. Cái này là cây số 5. Cây số 5, được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, cây số 5 này. Cây số 5 này là giá là 4 triệu này. Được chào giá là 4 triệu, cây số 5. Được chào. Rồi xây quan cái quay xây hai vòng rồi, hai vòng để cô bác và anh chị có thể nhìn thấy rõ cái tác phẩm mình cần để giao dịch các bạn ha. Rồi Quang xin mời em khác. Đây hai thằng kia ra, ông bảo hai thằng kia ra. Cho cây ngô ra. Cây ngô luôn à? Ông quay rồi. Cây ngô số 2 đây rồi. Rồi. Đi rồi, cái số 2 ông thằng ơi. Cây nào? Cây bên đó đúng rồi, cây số 2 này mới quay rồi, ông Quảng nó ông quán rồi, sao ta trời. Đây. Cây ngô. Tiếp tục chia sẻ với các bạn tác phẩm cây ngô. Ngâu này là được cái mặt mang mã số 6 phải không ta? Vâng. Mã số 6. Số 6. Số 6 này. Mã số 6, tác phẩm là cây ngâu. Dạo này như ngâu hiếm mà. Dạ. Đúng không? Thấy ít giữa ít gặp ngâu. Báo cáo thông số đi em ơi. Vâng. Cái hoành của nó là được 34. Hoành 34, chiều cao và tán rộng. Chiều cao của nó là được 67. Tán rộng. Tán rộng là 77. Cái ngâu xây ra hai vòng được chào giá bao nhiêu đây em? Cái này là 2 triệu 2. Ngâu này được chào giá 2 triệu 2 ha. Đây là những cái mặt hàng ngâu này ít khi nào gặp lắm, hy vọng rằng những cây ngâu mà được chào giá là sẽ được bà con cô bái ưu ái dành cho nó tình cảm tốt đẹp các bạn ha. Trên kênh là Thu Bonsai thì ít có hàng ngâu. Rồi xin mời em khác. Khỏe quá ta. Tối có uống rượu thuốc không khỏe vậy. Tiếp tục chia sẻ các bạn, đây là mai chiếu thủy lá lớn hả bạn? Dạ vâng, cái này vẫn là mai lá lớn da đen đó. Tại vì mai chiếu thủy khi nó rút lá là nông thu dễ nhầm lẫn với mai chiếu thủy lá lớn với lá trung các bạn. Lá lớn quá chậm trồng thời gian nó rút lá là nó nhỏ lá là đẹp. Rồi đây là hành hành cũ. Cái này là hành đế này. Cái này là đế là 64. 64. Khoan không phải đó. Nhìn nó hơi nhầm đấy. Tội nghiệp ông già thế tình. Hành đế của nó là được 90. 90 phần nào? Rồi, 90. Cái chừng lộng thước. Cái cổ. Cái cổ 32. 32 chiều cao và tán rộng. Một
104 chữ cao. 104 à, Tấn Lộc. Tấn Lộc là 88. Rồi, chú ý coi chừng lộn thước ha. Trứng thì lộn được chứ còn đo là không được ra lộn đó. Vâng, đúng rồi. Rồi, em số mấy đây? Cái em... này là số, số 7. Số 7 này. Mai chú Thủy mang mã số 7 được chào giá là số 7 này. Rồi, câu quan trọng nhất là báo giá ha. Chào giá là nhiêu em? Số 7 là cây này là bán 4 triệu ạ. À, số 7 được chào giá là 4 triệu. À, các bạn lưu ý lô hàng được báo giá vào ngày 26 tháng 5. Mọi giao dịch các bạn gọi trực tiếp trên quảng theo số 0933667276 các bạn ha. Rồi xây nó qua cái xây chưa? Đây là số 7 này. Rồi, ok. Tặng luôn ra đấy. Rồi xin mời em khác. Tặng luôn ra đấy đi. Rồi khiêng lên luôn, đúng rồi. Cây này nó đi cùng với cặp đây đó. À, nếu mà có thể thì các bạn nên nên đi cặp với số 7, số 8 đúng không? Cây này là số 8 này. Số 8. Số 8 với số 7 làm cặp nó có chạng cây nó như nhau. Nếu mà các bạn thích chơi cặp thì các bạn bút hai cây 7 và 8. Để em đo. Rồi báo cáo. Cái đế, cái đế của nó là được 98. Rồi theo cái râu là được 36. Rồi chiều cao và tấn rộng. Chiều cao nó là 96. Rồi tấn rộng. Cũng tán rộng cũng 96 luôn. Rồi, em số 8 này mai chú thể la lớn phải không? Dạ đúng rồi, mai la lớn là da đen đó. Được chào giá có tên báo giá rồi mà. Vâng. Đó thôi nên chậu mà. Đúng không? Cây số 8 giá 4 triệu này. Cây số 8 được chào giá là 4 triệu nha các bạn. À. Rồi xin mời, em khác. Rồi. Cho cái kia. Đây. Nguyệt Quế là cây mang mã số, 9. À, Nguyệt Quế. Số 9 này. Số 9. À. Rồi, báo cáo thông số. Vành nữa là được 34. Cao 87. Rộng 73. Rồi em mang mã số 9 là có tên là Nguyệt Quế được chào giá là một triệu rưỡi. Chào giá là 1,5 triệu. Rồi ok Văn xin mời em khác. Ghi giá vô chưa? Ghi giá vô có giá chưa? Báo giá 1,5 triệu à? Chưa ghi vô chậu của anh không? Có ghi vô chậu chưa? À, chưa ghi vô chậu. Đây đây hai cái này nữa. Cái này mà cái kia cái phò. Rồi. À. 5 triệu. Cái này qua chưa? Cái này quay rồi mà. Chưa quay mà. Chưa. Ngay lên. Cây số 10 các bạn ơi. Cây mai chiếu thủy số 10, cây lá lớn. Rồi báo cáo thông số. Cây số 10 này. Số 10. Cái này là đế là 102, 100. Đế nó là 100. Đế 100. Rồi, theo. Đo chỗ này nha. Cứ đo chỗ này. Đo cái khoảnh chỗ này luôn à. Khoảnh chỗ này thì đo được có 44 này. Chiều cao và tấn rộng.
chiều cao của nó là được đi mặt mũi nó kém quá, điều kính mà cũng kém à. Cho đeo hai cái vô cho dễ thấy. À, cái này được chiều cao của nó 92 à. À, 92. Rồi, tấn rộng. Tấn rộng là 83. Rồi, à, được chào giá là em số 10, được chào giá là. Cái này là giá 3,5 triệu. Chào giá em số 10, mai chú thị lá lớn, à, chơi đánh theo kiểu cổ các bạn ha. 3,5. À, mai chú thủy dòng lá lớn này các bạn có thể đi về trồng trong những cái nơi khí hậu lạnh đó, nó sống rất là tốt. À, cái mai lá lớn nó chịu được khí hậu khắc nghiệt. Rồi xin mời em kế tiếp, xin mời em số 11. Số 10. À, xin số 10 đã xong, xin mời em số 11. Đây nè. Cái mai da đen kìa, thôi cái bỏ cái đó không sao bọn. Cái đó kìa bỏ đó mà. Đó, 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 đó. Số 11 cũng là mai chú thủy. Cái này lá lớn á, lá lớn da đen. À, lá lớn da đen được rút lá lại các bạn, thuần chậu lá rút lại, lá nhỏ lại. Em cho cái đế nè. Đế 94. Đế 94, ok, tiếp tục eo. Eo 38. Rồi, siêu cao và tấn rộng. Tấn rộng bao nhiêu đây? Tấn rộng là 57. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 58. Cái này là mai da đen. Cây số 11, mai chú thị da đen lá lớn được chào giá là? Dạ, 11 này. Chào giá là 3,5 triệu này. Chào giá là 3,5 triệu. Rồi xin mời em khác. Số 12 cũng là mai chú thị lá lớn rồi, lá chung đây. Cũng là dòng lá lớn các bạn. Mai chú thị dòng lá lớn. À, báo cáo thông số. Dòng đế. Dòng đế là 97 á. Rồi. Dòng L. Eo 48 ạ. À. Rồi tiếp tục chiều cao và tấn rộng. 50, chiều cao 51. Tán rộng 62. Rồi, em số 12. Cây này báo giá là 3 triệu này. Số 12 được chào giá là 3 triệu. À. Này đã thuần chậu rồi, lá từ lá lớn rồi rút thành lá trung rồi nhỏ lại. À, 3 triệu này. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Rồi ok, xin mời em khác. Cây đó khiêng một người sao được, hai đứa khiêng chứ, hai đứa nhỏ khiêng mà sao khiêng được. Hai đứa khiêng người xính dính nữa, tính là lực sĩ rồi. À, tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 13 là khá hành tráng, cũng là mai chú thị đó lớn. À, báo cáo. À, cũ bự này đế nôm. Cái này là hoành đế của nó là 119. À, eo. Eo của nó là 39. À, chiều cao. Chiều cao của nó là 69. Tàn rộng cũng 69 luôn. Rồi, em số mấy? Số 13 hả? Dạ, số 13. Tôi chào giá là? Cây này 2,5 triệu. Chào giá là 2,5 triệu.
2,5 triệu. Rồi. Rồi, xin mời ông khác. Cho cây kia đi ạ. Bán rồi nó chạy lớn. Cái số 14. Cái 14 này. Clip này mình chào 20 sản phẩm thôi em ơi. Dạ. Clip này chào 20 sản phẩm nữa hả? Vâng. Để clip sau cũng dài quá. Tại cây lớn đó mình thao tác mình chậm quá. Là 86. Rồi, 86, đế 86, eo. Đế này bệt luôn đây à, anh. Đế bệt. Cái đế bệt đẹp lắm. Cái hoành của nó là được 26. Chiều cao và tán rộng. Tán rộng của nó là, cái chiều cao của nó là 88. Rồi, 88 và tán rộng. Tán rộng này là 59. Rồi, em số 14. Em số 14. 1 triệu 500 ngàn. Số 14 được chào giá là 1 triệu 500 ngàn. Rồi, xin mời em khác. Xin mời em số 15. Ồ, tác phẩm số 15 này cũng khóa là cái này lùng lực á. Bự chà bá luôn á cái này. Này nó lớn không Quảng? Dạ, vâng, cái này cũng đã lớn này. Cái này là hoành đế, cái hoành đế của nó là 105 này. Đế 105 theo. Cái queo của nó là 45. Rồi, siêu cao. Siêu cao là 57. Rồi, tán rộng. Tán rộng 56. Em số 10, 15. Vâng, cây này là số 15. Em số 15. 15 là cây này là 3 triệu. Em số 15 được chào giá là 3 15. Triệu. Chào giá là 3 triệu. Các bạn lưu ý, lô hàng được báo giá vào ngày 26 tháng 5 mọi giao dịch các bạn gọi cho anh Quảng theo số là 0933667276 các bạn ha. Rồi, xin mời ông khác. Cái sẹo lên này. Cái sẹo này là chứ không cây này là nó là mai nu da đen đó mà hàng bự này, nhưng mà nó có cái vết sẹo này đâm ra là nó giá nó hạ giá không? mất giá không? Đấy. Nếu mà không có cái sẹo này thì giá nó không cao lắm. Rồi, xin mời em khác đi. Đây là 15. Xin mời em số 16. Em số 16. Cái này em đo hoành thôi. Đúng rồi, cái nào đo được cứ giật đo. Cái đế nó cái hoành này là 45. Chiều cao và tán rộng. Chiều cao là đi 65. Rồi, tán rộng. Tán rộng 80. Rồi, em số mười mấy đây? Dạ, số 16. Em số 16 được chào giá là 16 này. Giá 4 triệu rưỡi ạ. Được chào giá là 4 triệu rưỡi. Lô hàng được báo giá vào ngày 26 tháng 5 nha các bạn. Cây này nó gần như là hết sẹo rồi nè. Mai nu da đen hàng chuẩn luôn đấy, hết sẹo luôn đấy. Các bạn những còn cây không đáng kể. Những cái cây mà khi mà sẹo nó lại liền sẹo thì cái giá nó cao các bạn ha, tại vì nuôi rất là lâu năm nó mới liền được sẹo. Cây này tay của nó bự lắm rồi nè. Tay chi của nó bự lắm rồi. Rồi, đưa ra này. Rồi, xin mời em khác. Rồi, mấy đứa chơi anh em luôn.
Em số 17. 17. Rồi, báo cáo thông số em số 17. Cũng là mai chú thị đã lớn. Vâng, bên em nè. Hàng mình có ghép không Quảng ơi? Đã, không ạ. Bên em là cái hoành của này là được 50 ạ. 50, các bạn lưu ý hàng của Quảng là không phải hàng ghép ha. Vâng. Cái này chiều cao của nó là được 62 ạ. Tán rộng. Tán rộng là 77 ạ. Là số 17, cây này cũng 4 triệu rưỡi ạ. Số 17 cũng được là chào giá là 4 triệu rưỡi. Mai chú thị lưu ý, mai chú thị ra lớn các bạn. Rồi xe em nó dài dòng, em nó hai dòng xe đó. Rồi, cho các bạn thấy được cái bốn mặt ha, bốn phía. À, tay chân nó rất là lớn, nó lùn. Rồi ok, trên mạng em khác. Có cái cây cái đó. Bê cái này đi. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 18 dáng phong tranh phải không? Cây này là dáng dáng nhất là ấy này, phong tranh này, cây này bán cho anh em giá là hữu nghị luôn này. Cây này là hoành là 29 này, hoành 29 này, chiều cao của nó là 78 này, tán rộng. Cây này là có 76. Rồi. Là cây này số 18 này. Em số 18 được chào giá. 18 này. Giá của nó là 1 triệu 2 này. Giá 1 triệu 2. 200. Giá 1 triệu 2, em số 18 này giá khá mềm đó các bạn. 18 này, số 18 này. Nếu là chậu nhựa chắc mình chuyển chậu đi được hả Quảng? Vâng, chậu nhựa thì được ạ. Cố gắng ha, mình chuyển được chậu để cho các bạn về hỏi mất công nó thay chậu. Mình cố gắng được cái gì mình cố gắng dùm cho khách hàng ha. Cái số 18. Chậu nhựa này thì chuyển đi được đấy. Ok. Chậu xi măng thì nè. Nó bể, nó làm bể bầu. Bể vỡ cây, nó làm hỏng cành. Bể bầu. Càng 8 thì làm ra nó khó. Rồi, cây số 18 được chào giá là 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2. Ok, xin mời em số 10 khác, em số 19. Thì thành ra khi mà cây nó trồng ở trong sâu lấy ra, thành ra nó mất nhiều thời gian quá ha các bạn ha. Thì mình mất nhiều thời gian thì mình báo số lượng cây ít đi. Tiệm cây sẵn, tiệm cây nữa đi em ơi. Tiệm cây nó bà xã chuẩn bị cây nữa, cây cuối chuẩn bị một cây nữa. Gần đây được rồi, được tưởng xa chuẩn bị sẵn để mất thời gian nhiều. Báo cáo. Cái hoành của cây này là 106. 106 L. Cái này là cũng là mai lan lớn nhá. Chưa đó L. Này có cây tử đúng không? Vâng, có cây tử mà đo eo bên trên. Đó em chơi đi. Cây tử nó. Hoành 29. 29. 28 thôi. 28 là chiều cao với tán rộng đi em. Hoành là 28. Chiều cao. Chiều cao là 91. Tán rộng. Tán rộng là 64. Rồi 64. Em 19 này. Em số 19 được chào giá là cây 19 này chào giá 2 triệu rưỡi này. Chào giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Cây này dáng phong tranh, dáng mẫu tử đẹp lắm. Phong tranh có cây tử ha. Em số 19 được chào giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Rồi, ok. Rồi, xin mời. Em kế tiếp. Cuối cùng. Cuối cùng của ngày báo giá là ngày 26 tháng 5. 26 tháng 5. Để đó luôn hả? Hay cái biên ngày 7 được không? Không có lấy được không? Nó lọt vô đó mà. Ok, nó lọt vô mà. Đúng không? Trời ơi, quá đẹp rồi. Rồi, quá đẹp, đẹp như cậu với mợ đấy. Đó. Cười.
Rồi. Đây là nguyệt quế bông chùm lá xoắn này. Nguyệt quế đang thời kỳ ra bông các bạn ơi. Rồi báo cáo thông số bộ rễ rất yêu ha. Yeah. Cái bộ yến này giải đều hết luôn này. Cái hoành của nó là được 44. Rồi, chiều cao. Các bạn thấy không? Lá xoắn bông chùm phải không? Vâng, đúng rồi. Chiều cao của nó là được 74. Tán rộng. Tàn rộng của nó là 82. À. Rồi em ghi số đi, em số 20 là tác phẩm là Mai Chú Phượng. Ở xin lỗi các bạn, tác phẩm Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm. Cái này giá là 4 triệu này. Đây nông thu cận cảnh chi tay ha. Đây là các bạn thấy không? Tay nó tay chân là già hết rồi. Tay chân rất là cứng cáp ha. Tay này nó già hơn tay của ông quản ha. Đấy. Cây nó già lắm rồi. Rồi, nãy mình chào giá là bao nhiêu đó bạn? Dạ, 4 triệu ạ. Các bạn thân mến, là em cuối cùng là em mang mã số là 20, có tác phẩm mang tên là Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm được chào giá là 4 triệu, cũng kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay và ngày 26 tháng 5. Năm thu rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết cái clip này. Nếu các bạn thấy cái clip phù hợp thì các bạn nhấn cái chuông bên phải màn hình ủng hộ tinh thần Năm Thu. Và bạn đã chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được ủng hộ những clip mới nhất. Lần nữa Năm Thu chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như là ủng hộ vườn kiểm hàng quảng trong suốt thời gian qua. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ nhé. Thôi Quảng ơi, chúng ta nói lời chia tay cùng cô bác anh chị và các bạn đi. Vâng, thế nào? Thế năm nay nhất này em cảm ơn tất cả các anh các chị rồi toàn bộ gọi là anh em chị em trên mọi miền tổ quốc cũng như là mọi đợt trước và đến bây giờ là ủng hộ em. Trước tiên là chúc sức khỏe tất cả anh chị em trên mọi miền tổ quốc được mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe để có nhiều tiền để ủng hộ cho tiền của em. Thế cũng cảm ơn với anh Năm đã mất chút thời gian và đã đến vườn em và quay clip mà cùng hợp tác với thì chia sẻ cùng anh em trên mọi miền để lấy ra được những cây đẹp. Em rất cảm ơn. Rồi, bye bye các bạn ơi. Nếu các bạn có sướng em nào thì các bạn liên hệ trên quản tôi số điện thoại là 0933667276. Và Năm Thu cũng phải nói lời chia tay cho các bạn thôi. Hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye các bạn. Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả anh em ạ.